và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp Ban cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và khoa học công nghệ. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến nhằm làm rõ thêm nội dung đối với hai tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2024 và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với nội dung do Sở Khoa học và Công nghệ trình liên quan tới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 tại sân vận động BVF huyện Văn Giang do Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo. Sáng nay, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ giao quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai ở 585 địa bàn mẫu thu thập thông tin, lập bảng kê với gần 110.000 hộ dân. Đối tượng điều tra là hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, trong đó bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện ăn ngủ tại hộ. Các điều tra viên sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến 7 nội dung chính, gồm thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ dân, tình hình di cư, giáo dục, tình trạng hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết và nhà ở và điều kiện sống của hộ. Thời gian cuộc điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tại buổi tập huấn, khoảng 200 hộ gia đình thuộc hai thôn Đông Kết và Lạc Thủy của xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã được thông tin tổng quát về vấn đề rác thải và rác thải nhựa, xây dựng mô hình quản lý rác thải nhựa cho cộng đồng, khái niệm rác thải sinh hoạt hộ gia đình thành phần và phân loại, hướng dẫn phân loại rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt hộ gia đình và quản lý sau khi phân loại, thực hành giới thiệu cách làm vi sinh IMO. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ trong phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm gần đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu tập trung nỗ lực trong việc phát triển văn hóa đọc nhằm phát huy tối đa vai trò của thư viện nhà trường, thư viện lớp học nhằm giúp cho các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng giao tiếp, có những phút giây thư giãn sau giờ học trên lớp. Thư viện sách tại lớp học đã được nhà trường xây dựng từ năm 2018-2019. Đến nay, 28 lớp học đều có tủ sách được đặt tại các lớp. Đến với thư viện, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 11.000 đầu sách với nhiều thể loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện lịch sử. Để khuyến khích việc đọc sách, nhà trường thường xuyên đầu tư cập nhật bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu mượn và đọc sách của cán bộ, giáo viên và học sinh. Tiếp tục với những thông tin khác, Tổng cục Thống kê vừa công bố con số liên quan đến tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gấp gần 2,8 lần. Đồng thời, số người tử vong gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Bình quân mỗi ngày, cả nước xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông. Mỗi ngày trung bình có 30 người tử vong, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, các đơn vị có thể bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Trong 3 tháng đầu năm 2024, du lịch Ninh Bình đón 3,9 triệu lượt khách và trong đó có gần 340.000 lượt khách quốc tế. Lượng du khách đến với Ninh Bình tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt 52% chỉ tiêu đề ra đón 7,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Doanh thu du lịch 3 tháng đầu năm 2024 đạt 3.660 tỷ đồng, đạt
44,36% so với kế hoạch năm 2024, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 154,1% so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các khu điểm du lịch làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu riêng của tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới theo hướng gắn với công nghiệp văn hóa, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, phố đi bộ, chợ đêm tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Ngày 1 tháng 4, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng khiến cho nắng nóng xuất hiện trên khắp cả nước. Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt cao nhất lên đến 35 đến 37 độ C, tăng từ 2 đến 4 độ C so với một ngày trước đó. Tại Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ, thời điểm nóng nhất trong ngày từ 11 giờ đến 16 giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 4, riêng Đông Bắc Bộ giảm nhiệt sau ngày 4 tháng 4. Cuối tuần, nền nhiệt khu vực vẫn ở ngưỡng cao trên 30 độ, đi kèm mưa rào rải rác và dông. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Thái Lan cho biết trong thời gian qua, nước này đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn trang mạng có nội dung độc hại. Tổng cộng có hơn 60.000 liên kết không phù hợp đã bị chặn và gần một nửa trong số đó là các trang đánh bạc trực tuyến. Thông báo của chính phủ Thái Lan cho biết, trong 5 tháng đầu của tài khoá 2024, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số đã chặn quyền truy cập của hơn 60.000 liên kết cung cấp thông tin bất hợp pháp hoặc không phù hợp với công chúng Thái Lan. Trong số này có hơn 25.000 trang đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Thông báo cũng kêu gọi người dân không nên tin vào các quảng cáo trên các trang web cờ bạc do tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Theo luật pháp Thái Lan, những người bị bắt vì điều hành các website cờ bạc trực tuyến sẽ phải chịu mức án tù tối đa 10 năm, cũng như mức tiền phạt tối đa 200.000 baht, tương đương 5.500 đô la Mỹ. Những người quảng cáo giới thiệu người khác tham gia vào các website cờ bạc sẽ phải chịu mức án tối đa là 2 năm tù, cùng mức phạt tiền 2.000 baht. Cuối tuần qua, nhiều khu vực của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa đá và dông lốc, khiến cơ quan khí tượng phải đưa ra cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt trong những ngày tới. Cụ thể, trong 2 ngày cuối tuần, nhiều nơi tại tỉnh Tứ Châu ở phía tây nam Trung Quốc xảy ra mưa đá kéo dài từ 5 đến 7 phút, với hạt mưa đá lớn nhất có đường kính lên tới 69mm. Đến chiều 31 tháng 3, một huyện ở tỉnh Tứ Châu cũng hứng chịu mưa đá gây thiệt hại lớn cho cây trồng. Còn tại tỉnh Giang Tây ở phía đông nước này, mưa lớn và gió giật mạnh làm đổ nhà kính, cây cối và đèn đường ở thủ phủ Nam Xương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý, trong 2 ngày tới, dông bão, gió giật và mưa đá sẽ quét qua khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây với tốc độ gió khoảng từ 62 đến 102 km/h. Trong nỗ lực giảm lãng phí thực phẩm và áp dụng cách tiếp cận bền vững trong tháng Ramadan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã phát động chiến dịch quyên góp thực phẩm dư thừa. Và những thực phẩm này sẽ được tiếp nhận và sẻ chia, trao gửi cho những người có nhu cầu để tháng Ramadan càng trở nên ý nghĩa hơn. Ra mắt vào năm 2017, Ngân hàng Thực phẩm UAE, một tổ chức phi lợi nhuận, đã phân phối gần 70 triệu bữa ăn cho những người thụ hưởng ở trong và ngoài nước. Ngân hàng Thực phẩm khuyến khích người dân, siêu thị, nhà hàng và khách sạn gửi thực phẩm và sản phẩm dư thừa của họ, sau đó phân phối cho những người có nhu cầu thông qua các tổ chức từ thiện địa phương hoặc quốc tế uy tín. Theo Ngân hàng Thực phẩm UAE, số lượng bữa ăn được phân phát trung bình hàng ngày là 166.000 bữa ăn. Họ hy vọng rằng vào cuối tháng Ramadan, họ sẽ đạt được mục tiêu 5 triệu bữa ăn được phân phối. Cộng đồng Công giáo tại nhiều nước trên thế giới ngày hôm qua đã ăn mừng lễ phục sinh với nhiều hoạt động thú vị. Hôm 31 tháng 3, tại một thị trấn nhỏ ở miền Tây của nước Đức, hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau tham gia một thử thách vui nhộn là cố gắng ném trứng phục sinh ra thật xa. Gần 300 người ở mọi lứa tuổi đã tham gia thử thách ném trứng phục sinh lần thứ 36 tại thị trấn Hohelsen, với hy vọng có thể phá được kỷ lục hiện nay là 73 mét. Đặc biệt, không chỉ cố ném những quả trứng đi từ xa,
mà người chơi còn phải đảm bảo để không làm vỡ lớp vỏ trứng nhiều màu. Kết thúc thử thách năm nay, khoảng cách ném trứng xa nhất của nam là 55m, của nữ là 44m và của một thiếu niên là 48m. Trong khi đó, những quả trứng bị vỡ trong thử thách sẽ được sử dụng làm thức ăn cho chim. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.